Unit 19, Lesson 2. Page 60, Lesson 2, Activity 1. Look, listen, and repeat. A. What animal do you like? I like monkeys. B. Why do you like them? Because they're funny. C. What about tigers? I don't like tigers. D. Why not? Because they're scary. Nào bây giờ chúng ta sẽ xem từng phần nào. A. What animal do you like? Bạn thích con thú nào? I like monkeys. Tôi thích những con khỉ. B. Why do you like them? Tại sao bạn thích chúng? Because they are funny. Bởi vì chúng rất là funny, là vui nhộn nhé. Vui hoặc là vui nhộn. Funny. Funny. C. What about tigers? Thế còn những con hổ thì sao? I don't like tigers. Tôi thì không thích những con hổ. Why not? Tại sao không? Tại sao bạn không thích những con hổ? Because they are scary. Scary là sợ hoặc là đáng sợ. Bởi vì chúng rất là đáng sợ. Scary. Scary. Trong phần 1 thì chúng ta có một số từ và câu như sau nhé. Scary. Scary. Đáng sợ. Funny. Funny. Vui hoặc là vui nhộn. Các em có câu hỏi. Why do you like monkeys? Tại sao bạn thích những con khỉ? Because they are funny. Bởi vì chúng rất là vui nhộn. Đây là cô viết they are. Trong sách giáo khoa viết tắt là they are. Cũng như nhau nhé. Number 2, point and say. Các em sang phần số 2. Chúng ta hãy chỉ và nói. Ở đây thì các em hãy chỉ vào những bức tranh và chúng ta nói bằng hai cấu trúc như thế này nhé. Tôi thích chấm chấm. Tôi thích con vật gì đó. Because, bởi vì. Tôi thích con vật gì đó bởi vì sao? Và cấu trúc thứ hai là I don't like. Tôi không thích con vật gì đó bởi vì sao? Có nghĩa là chúng ta sẽ nói hai câu. Tôi thích con vật gì? Và câu thứ hai là giải thích lý do. Tôi không thích con vật gì? Và câu thứ hai là chúng ta giải thích lý do nhé. Và để thực hiện được phần này thì đầu tiên chúng ta sẽ nghe máy trước. Page 60. Activity 2. Point and say. I like zebras because they are beautiful. I don't like tigers because they are scary. Như vậy trong máy đã đọc cho chúng ta nghe hai câu mẫu. Một câu là nói tôi thích và một câu là nói tôi không thích. Nhưng mà để chúng ta thực hiện được những phần này kèm với những từ và những cụm từ sau bức tranh thì các em hãy tìm hiểu các bức tranh trước nhé. Bức tranh A, tigers, tigers. Những con hổ. Ở đây đều là những danh từ số nhiều đúng không? Crocodiles, crocodiles, những con cá sấu. Scary, scary là sợ hay là đáng sợ. Tranh B, bears, bears, những con gấu. Elephants, elephants, những con voi. Big, big. Hai con vật này đều có chung đặc điểm là to lớn đúng không? Và những con vật này, hai loài vật này đều có chung đặc điểm là rất đáng sợ. Đáng sợ. C, câu C. Zebras, zebras, những con ngựa vằn. Thì rất là đẹp. Beautiful, beautiful là đẹp nhé. D, câu D. Kangaroos, 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 những con chuột túi. Có đặc điểm là gì? Fast, fast là nhanh. Nhanh. Trước khi thực hành phần 2 thì chúng ta hãy xem lại những cái cụm từ và những từ và mẫu câu mà chúng ta cần cho phần 2 nhé. Các em đọc lại tất cả những cụm từ và từ này. Scary,
scary, đáng sợ. Fast, fast, nhanh. Funny, funny, vui nhộn. Bear, bear, là gấu, con gấu nhé. Và đây, chúng ta có hai mẫu câu mà các em thực hành trong phần 2. Là chính là hai mẫu câu này nhé. I like monkeys because they are funny. Tôi thích những con khỉ bởi vì chúng rất là vui nhộn. Mẫu câu thứ hai. I don't like tigers because they are scary. Tôi không thích những con hổ bởi vì chúng rất là đáng sợ. Vậy thì ở đây chúng ta có hai cấu trúc nhé. Tôi thích và tôi không thích những con vật nào, tại sao? Bây giờ chúng ta sẽ đi làm từng phần nhé. Phần A. Tigers, crocodiles. Crocodiles, những con cá sấu và những con hổ. Thì chúng ta thấy là hai loài vật này đều là đáng sợ đúng không? Scary. Cho nên các em phải dùng cái cấu trúc thứ hai là tôi không thích này thì nó nghe nó sẽ hợp lý hơn nhé. Chúng ta có thể làm như sau. I don't like tigers and crocodiles because they are scary. Như vậy trong câu mà tôi không thích này, các em có thể nói là một con vật này, hoặc là con vật này, hoặc là các em nói cả hai con vật vào đây đều được nhé. Câu B. Bears, elephants, big, những con gấu và những con voi. Thì những con vật này là to này, to lớn. Chúng ta có thể dùng cấu trúc thứ nhất, nó hợp lý hơn nhé. Ví dụ nè, tôi thích những con gấu và những con voi bởi vì chúng rất to lớn nhé. I like bears and elephants because they are big. C, câu C. Zebras. Chúng ta có thể nói là tôi rất là thích những con ngựa vằn, zebra, ngựa vằn, bởi vì chúng rất là xinh đẹp. Thì cái này chúng ta phải dùng cấu trúc là tôi thích thì nó sẽ phù hợp hơn. I like zebras because they are beautiful. D, câu D. Kangaroos. Những con chuột túi, fast, nhanh. Thì những con vật này có đặc điểm là nhanh thì chúng ta cũng nên nói với cấu trúc là thích thì nó hay hơn nhé. I like kangaroos because they are fast. Tôi rất thích những con chuột túi bởi vì chúng rất là nhanh. Number 3, phần số 3. Let's talk. Phần này các em sẽ nói chuyện với nhau nhé. Thì trong lớp, thực hành trên lớp, các em có thể hỏi và trả lời với nhau bằng câu hỏi như sau. What animal do you want to see? Con vật nào mà bạn muốn xem? Hay là bạn muốn xem con vật nào? Thì các em sẽ trả lời là I want to see cộng với cái danh từ chỉ con vật mà các em muốn xem nhé. Ví dụ như I want to see monkeys. Chúng ta có thể nói là I want to see monkeys. Tiếp theo, I like chấm chấm because chấm chấm. Thì các em sẽ viết là tôi thích con vật gì đó vì sao. Cô ví dụ nhé, tôi thích những chú khỉ bởi vì chúng rất là vui nhộn. Thì cô sẽ viết là I like monkey. Because they are funny. Và câu tiếp theo, I don't like, tôi không thích con vật gì đó. Because, bởi vì sao nhé. Ví dụ tôi không thích những con hổ bởi vì chúng rất là đáng sợ. I don't like tigers because they are scary. Chúng ta có thể viết như thế này nhé. Number 4, listen and write. Hãy nghe và viết. Vậy thì chúng ta nghe và chúng ta viết vào phần còn bỏ trống này. Trước khi nghe và viết thì chúng ta phải xem là bài cho trước mình cái gì. Linda does not like elephants because they are. Linda không thích những con voi bởi vì chúng rất là. Câu 2. Peter likes kangaroos because they are. Peter thích những con chuột túi bởi vì chúng như thế nào đó. Câu 3. Mai likes monkeys because they are. Mai thích những con
khỉ bởi vì chúng. Câu 4. Nam does not like tigers because they are. Nam không thích những con hổ bởi vì chúng như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ nghe máy nhé. Page 61, activity 4. Listen and write. 1. Look, it's an elephant. Do you like elephants, Linda? No. Why not? Because they are big. Chúng ta nghe được là Linda does not like elephants because they are big. Đúng không? Linda thì không thích những chú voi bởi vì cô ấy thấy là sao? Những con voi thì rất là to lớn. Như vậy thì đôi khi những con vật to lớn, to quá lại làm cho mình thấy sợ đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ điền từ big vào vị trí này nhé. Tiếp theo. 2. I want to see kangaroos. Why do you like kangaroos, Peter? Because they are fast. Yes, they are fast. Peter likes kangaroos because they are fast. Peter thì lại thích những con vật này bởi vì chúng rất là nhanh. Kem điền từ fast vào đây nhé. Tiếp theo. 3. What are you doing, Mai? I'm drawing a monkey. Do you like monkeys? Yes, I do. Why? Because they are funny. Mai likes monkeys because they are funny. Mai rất là thích những con khỉ bởi vì chúng như thế nào đây? Vui nhộn. Kem viết từ funny. Number 4. 4. I want to see tigers. I don't like tigers. Why not, Nam? Because they are scary. Scary? Yes, very scary. Câu số 4 này. Nam does not like tigers because they are scary. Bạn ấy còn nói là very scary, đúng không? Nam không thích những con hổ bởi vì chúng rất là đáng sợ. Chúng ta viết từ scary vào đây nhé. Linda does not like elephants because they are big. Peter likes kangaroos because they are fast. Mai likes monkeys because they are funny. Nam does not like tigers because they are scary. Number 5. Look and write. Chúng ta hãy nhìn và viết. Nhìn tranh và chúng ta viết vào những phần còn thiếu nhé. Ví dụ như trong bức tranh thứ nhất này, thì chúng ta nhìn thấy trong đây có những con ngựa vằn, zebra, đúng không? Thì đây có câu cho trước cho mình từ Nam likes, Nam thích. Vậy thì Nam thích những con ngựa vằn because, bởi vì. Thì chúng ta tìm cái đặc điểm nào của con ngựa vằn để khiến cho là mình có thể nói là thích được nhé. Ví dụ như là chúng ta thích con ngựa vằn bởi vì chúng rất đẹp đúng không? Các em sẽ viết là Nam likes zebras because they are beautiful chẳng hạn nhé. Nam likes zebras because they are beautiful. Bức tranh thứ hai, Mai does not like, Mai không thích. Mai không thích con cá sấu này, crocodiles, đúng không? Bởi vì chúng rất là đáng sợ chẳng hạn. Mai does not like crocodiles because they are scary. Mai không thích cá sấu bởi vì chúng đáng sợ. Câu số 3. Linda and Peter like Linda và Peter thì thích những con vật gì đây? Những con voi bởi vì chúng to lớn đúng không? Chúng ta xem trong tranh. Linda and Peter like bears. Cô xin lỗi nhé, đây là con gấu nhé. Like bears. Because bởi vì chúng rất là to lớn nhé. Because they are big. Và câu số 4. Phong and Tony like
hai bạn này thì thích những con chuột túi nè. Bởi vì là những con này thì thường là nó nhanh đúng không? Chúng ta viết vào đây là kangaroos. Như thế này nhé. Phong and Tony like kangaroos because they are fast. Phong và Tony thích những con chuột túi bởi vì chúng rất là nhanh. Chúng ta sang phần số 6 nhé. Number 6, let's sing. Phần này các em sẽ nhìn sách giáo khoa và chúng ta cùng nghe. Page 61, activity 6. Let's sing. Why or why not? Do you like monkeys? Yes, I do. Why do you like them? Because they're funny. Do you like crocodiles? No, I don't. Why don't you like them? Because they're scary! Tại sao và tại sao không? Bạn có thích những con khỉ không? Có, tôi thích. Tại sao bạn thích chúng? Bởi vì chúng rất là vui nhộn. Bạn có thích những con cá sấu không? Không, tôi không thích. Tại sao bạn không thích chúng? Bởi vì chúng rất là đáng sợ. Trong bài này thì cô cho thêm các em một số từ này nhé. Đây là những cái con vật, những danh từ chỉ những con vật mà hay có trong vườn thú, trong sở thú. Thì chúng ta phần này không có trong bài, nhưng các em bạn nào muốn học thêm thì chúng ta sẽ tham khảo thêm để chúng ta có nhiều từ hơn để đặt câu hỏi và trả lời nhé. Ostrich, ostrich, đà điểu. Lion, lion, sư tử. Gorilla, gorilla, khỉ đột. Whale, whale, cá voi. Shark, shark, cá mập. Panda, panda, gấu trúc. Và hippo, hippo là hà mã. Còn về phần cấu trúc chính của bài thì chúng ta về nhà học cho cô những cái từ vựng trên đây là chính của bài và đây là cấu trúc của nó nhé. Tại sao bạn thích những con vật gì đó? Bởi vì. Và hai cấu trúc quan trọng là tôi thích con vật gì đó. Vì sao? Tôi không thích con vật gì đó. Vì sao? Các em nhớ học bài ở nhà thật tốt nhé.